Video này được tài trợ bởi Star Hoyo Shop. Nếu như anh em đang có nhu cầu tậu cho mình một con acc xịn sò hay là có nhu cầu nạp game giá rẻ thì hãy đến ngay Star Hoyo Shop anh em nhé. Rồi hết quảng cáo rồi đó, vô video nè. Rồi để mở màn cho cái phần 2 của cái nhiệm vụ ở 1.5 thì Bơi sẽ hướng dẫn anh em là chúng ta làm cái thành tựu của con hu hu mà chúng ta không sở hữu nhân vật nhé. Thì để mà làm được cái này thì đầu tiên các bạn tele qua cho Bơi ở chỗ Zerilo này. Sau đó thì anh em tele qua khu mỏ khổng lồ nhé. Mình tele ngay cái chỗ đánh cái con hư ảnh ngưng động nhé. Rồi sau đó thì anh em có thể sử dụng những cái nhân vật mà chân nó dài dài một tí. Ví dụ như ở đây là Bơ sử dụng con du công này. Du công thì đa phần là anh em đều có free một con rồi. Thì chúng ta không cần phải up gì đâu. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái food để mà tăng cái điểm sử dụng bí kỹ. Thì đây anh em có thể chế cái món ăn tinh xảo nha. Ở đây Bơ chế 10 cái đi. 10 cái thì chắc là dư rồi. Rồi đứng từ cái vị trí mà con hư ảnh ngưng động này thì mình nhìn ra mình thấy phía trước là có mấy con quái đúng không? Ok, ở đây nó sẽ có tổng cộng là 5 con creep. Thì mục tiêu của mình là sẽ gom 5 con creep này lại ngay chỗ cái con hư ảnh ngưng động này. Sau đó mình mở con hư ảnh ngưng động lên. Mình sẽ mượn hu hu của bạn bè và sau đó là mình sẽ sử dụng cái bí kỹ thì nó sẽ hoàn thành cái thành tựu thôi. Thì để mà gom quái thì các bạn để ý là chúng ta sẽ phải để ý là cái khu vực nào mà con quái nó dí theo bạn, tới cái khu vực đó nó ngưng, nó không dí nữa. Để tí xíu nữa khi mà chúng ta lùa cái con quái tới đúng cái khu vực mà nó ngưng, nó không dí mình nữa, gần gần tới thôi. Thì mình sẽ mở bản đồ lên, thì nên biết khi mà mình mở cái bản đồ lên ấy, thì mọi thứ trong game nó sẽ ngưng lại. Lúc đấy thì mình tele ngược về đây. Thì chừng đấy là con quái nó sẽ mất mục tiêu và nó sẽ đứng yên tại chỗ, nó không có đi về nữa. Rồi chúng ta sẽ chạy từ khu vực này, chúng ta chạy ra đó, chúng ta lại dụ tụi nó thêm một lần nữa nhé. Rồi ok, bây giờ Bơi sẽ làm mẫu cho anh em này. Đầu tiên thì anh em chạy lên đây nè nhá, anh em bật E lên anh em chạy cho nhanh nhá. Rồi, anh em thấy hai con quái không, anh em đi một vòng nhá. Đừng cho đánh chúng mình anh em nhá, làm sao làm không để cho đánh chúng nhá. Không để cho đánh chúng, đó anh em để cho đánh chúng ấy là anh em sẽ bị fail. Rồi lúc này thì anh em cứ bấm vào rút lui nhá, anh em đừng có giết mấy con này làm gì nhá. Thì nó sẽ trả mình về lại map thôi. Rồi anh em sẽ lên ra lại nè. Thì anh em dùng bất kỳ nhân vật nào cũng được, không nhất thiết là phải sử dụng du công chạy nhanh làm gì. Ví dụ như dễ nhất ấy, dễ nhất là những ông nào mà có phu sưng ấy, thì chúng ta bật cái khiên của phu sưng lên, chúng ta đứng cho quái nó đánh thôi. Đây ví dụ như đây là Bơ có phu sưng đi, bật cái khiên của phu sưng lên này, rồi chúng ta đứng cho quái nó đánh, nó sẽ không đưa mình vô combat đúng không. Anh em dụ đầy đủ đủ quái luôn nhá, mấy ông này rất là ngu, cứ dụ nó đi. Rồi rồi cứ bật khiên liên tục nhá. Rồi anh em gom lại này. Bước đầu tiên thì anh em gom nó tới đây thôi, hai cái con kia anh em gom tới đây thôi nhé, tới ngay chỗ cái cầu thang này. Rồi em gom tới đây, sau đó anh em tele về này. Sau đó anh em chạy ra thật nhanh nhé, cắn cắn cái này vô nhé, chạy ra thật nhanh. Anh em gom tiếp, anh em thấy hai con kia nó ngồi ngay chỗ đó luôn không? Rồi anh em tiếp tục gom này, chạy nhanh vào, chạy nhanh vào nó sẽ không dí mình được. Rồi em kéo nó qua đây, gần gần đây thôi nhá. Cho 5 con nó gom gom lại với nhau, đừng để nó xa nhau anh em nhớ. Rồi tới đây này, em bắt đầu bấm M lên tiếp này. Chúng ta lại tele về này. Không chạy về đúng không? Rồi cái phút mà nó ngồi gần ở chỗ con hư ảnh ngưng động rồi thì anh em gom nó lại gần gần đây một xíu nhá. Anh em cố gắng anh em dụ tụi nó lại gần gần đâu có khoảng này này. Đấy, đang tí xíu nữa mình chạy từ trên kia mình chạy xuống mình mở hư ảnh ngưng động. Nó không có dí mình liền, anh em hiểu không? Đó, anh em gom lại tầm phút này cho Bơ là nó sẽ dễ nhất nhé. Cố gắng gom nha mọi người, cái này thì chỉ là anh em hơi xui, anh em cố gắng anh em gom thôi chứ không có cách nào, không có mẹo, không có chích lõ gì đâu nhé. Rồi, bây giờ Bơ cho tele lên trên này. Đó, 5 con đứng đó rồi, bây giờ mình chạy xuống thật nhanh, mình mượn con hu hu nhé. Thật nhanh lên em nhé. Rồi bấm vô đây, bấm khiêu chiến này. Nhớ là anh em phải chừa cho Bơ 30 sức mạnh khai phá nha. Rồi bấm vô chi viện này. Tìm một con hu hu thật nhanh. Rồi, thật là nhanh anh em nhá. Nên bấm bắt đầu khiêu chiến nhá. Bấm qua số 4 thật nhanh này. Rồi mình chạy lại đây này. Bật lên một phát là có thành tựu. Ok chưa? Rồi, quan trọng anh em phải nhanh tay chưa? Cái này anh em nhanh tay là được anh em à. Rồi, boss là một con này với lại 5 con quá nhỏ. Đó, như vậy là chúng ta không có hu hu, chúng ta vẫn có thể làm được cái thành tựu này. Rồi thành tựu tiếp theo thì anh em tele qua cho Bơ ở bên khu vườn tĩnh mịch nhé.
khu vườn tĩnh mịch, xong mọi người tele qua cho bơ cái chỗ là cổng vào Yến Lạc Đình này. Rồi tới ngay chỗ cổng vào Yến Lạc Đình thì anh em đi thang máy lên đúng không nào? Chưa có thang máy thì gọi thang máy này. Anh em đi thang máy lên thì đây là cái bước 1 thôi, đa phần anh em đều ngẫu nhiên anh em làm qua bước này rồi. Thì nếu như mà anh em nào chưa có lướt map này á thì cái bước này nó mới còn. Thì khi mà mọi người đi cái thang máy lên á, mọi người đi tới cái đoạn cầu thang này này, anh em sẽ gặp một cái hồn ma nó bay bay ở đây. Thì khi mà mình đi lượm rương hay là mình trong cái quá trình mình đi làm cái con chim ở trên này này đó, là mình đã đi qua chỗ này rồi. Thì nếu như mà bạn đi qua tới đây mà không thấy cái bóng ma ở đây hết ý, thì có nghĩa là bạn đã đi rồi. Thì bạn mở cái chỗ food lên, bạn kiểm tra đấy, thì bạn xem kênh nó có cái đại hoàng đan này không nhé. Thường thì bạn gặp con ma lần đầu tiên nó sẽ cho bạn cái đại hoàng đan, ok, và dấu hiệu là mình đi tới đây mà không thấy cái bóng ma nào hết. Thì tới đây thì anh em bắt đầu qua bước số 2 nhé. Bước số 2 mọi người tele qua cho bơ ở trung tâm này. Rồi anh em tele qua chỗ này thì anh em quay ngược cái lưng lại này đó. Đây cái bóng ma nó sẽ trông như thế này. Lần đầu tiên bạn gặp ở chỗ kia ấy, nó cũng trông như thế này thôi. Rồi sau đây thì bạn sẽ tới đây tương tác với lại cái bóng ma này, tiểu quỷ nhá. Nó sẽ kêu bạn là dẫn nó đi qua bên cái chỗ cái tháp trắng yêu. Để mà gặp bạn của nó thì khá là dễ thôi. Mình đưa nó qua thôi nhé. Ok, sau khi mà mình cho nó nhập vào ấy thì mình chạy một mạch qua kia thôi nè bạn. Nên cứ chạy nhé. Rồi. Chạy qua đây anh em sẽ gặp một cái bóng ma màu tím tím này. Rồi anh em sẽ lại nói chuyện với cái này nhé. Đi vô là tự nói chuyện luôn à, anh em không có cần phải bấm đâu. Rồi, bấm lên tinh thôi. Rồi nó sẽ cho anh em một cái lời khen cao thượng và nó sẽ mất tiêu nhé. Rồi tới khúc nào thì anh em quay lại đây một tí xíu này. Anh em quay lại đây, ở đây có một cái bia mộ này anh em thấy không? Rồi anh em bấm điều tra, anh em bỏ cái lời khen cao thượng lúc nãy nó mới cho mình vô luôn. Đây chỉ cho anh em chỗ dùng luôn nhé. Rồi bỏ vô này. Rồi thì nó cho mình chỗ này không có thành tựu đâu nhé, chỗ này nó chỉ cho mình một ít tín dụng thôi. Rồi ở đây mình chat cái gì cũng được anh em nhé. Những cái chat này mà nếu như mà bơ có lưu ý anh em thì anh em sẽ phải chat theo, còn không thì cứ chat thoải mái. Rồi nó chỉ xong rồi nó cho mình 3.000 điểm tín dụng với lại hai cái quyển sách kinh nghiệm nhỏ. Tới khúc này thì anh em sẽ quay trở lại mình đi tìm con ma bé bé và tiểu quỷ thêm một lần nữa. Thì từ chỗ này anh em tê lê qua cho bơ ở cái chỗ là cái con hư ảnh ngưng động này. Rồi qua đây anh em chạy một mạch lên nhé, chạy lên cầu thang nhé, chạy lên cầu thang chạy một mạch luôn, chạy xuống chỗ này. Chạy qua chỗ đó anh em sẽ tương tác với lại cái bia mộ một lần nữa. Rồi tới đây là mọi người sẽ thấy cái bia này có mấy cái lư hương này, bấm điều tra này. Rồi sau khi điều tra xong thì con tiểu quỷ nó lại hiện ra đúng không? Đó, nó cho mình thêm một cái đại hoàng đan đấy. Lần đầu tiên mình gặp nó ở cái bước 1 ấy, nó cũng cho mình một cái đại hoàng đan y như thế này nhé. Rồi rồi nói xong, nhận được đại hoàng đan xong rồi anh em dòm xung quanh coi là không có còn con tiểu quỷ nào nữa thì mới đi nhé. Cái khúc này á thì mọi người tê lê qua cho bơ ở cái chỗ bên bên trên này, cổng sau rừng đầm hồ này đó, tê lê qua đây nhé. Mọi người nhìn bên tay phải cho thấy một con tiểu quỷ. Rồi lúc này mọi người nói chuyện với lại con tiểu quỷ này nữa là xong cái thành tựu này. Rồi xong nhé, tới đây là chúng ta xong thành tựu này. Ma ha ha. Ok, rồi tụi mình đến với một thành tựu nữa. Thành tựu này thì chúng ta sẽ phải biến một con heo thành một con heo. À, có nghĩa là mình biến một con heo thành heo, nghĩa là đầu tiên là chúng ta phải có heo đúng không? Có heo thì chúng ta biết là bây giờ chúng ta sẽ phải làm ở cái chỗ là tháp trắng yêu này. Anh em đi tới bất kỳ tháp nào cũng được, không có yêu cầu là tháp nào đâu nha. Đây bơ sẵn bơ đứng đây thì bơ làm luôn. Sau đó thì chúng ta sẽ vô cái một độ khó 1, độ khó 2 cũng được, anh em đi độ khó 1, độ khó 2 cũng được hết. Miễn sao anh em đánh quái đừng có chết nhanh quá là được. Sau đó thì chúng ta bấm vô cái chỗ là chọn thuật trừ tà nha. Thì chúng ta sẽ chọn cái biến một kẻ địch thành heo. Đây. Trấn sát, ảo hóa ngoại hình này, biến kẻ địch
số lượng ngẫu nhiên thành theo đất nữa. Em chọn vô cái này nè. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khiêu chiến nhá. Thì nhiệm vụ của anh em là phải nạp cho cái chữ R của mình càng nhanh càng tốt. Thì chúng ta sẽ cố gắng giật giật cái cục lửa nhá, giật cái cục lửa để mà chúng ta lấy. Thì anh em để ý là ra sao là tới quái nó có lửa là anh em phải dùng nộ đấy. Đây mình dùng nộ này, mình cướp lửa đi, cướp lửa 2 lần. Anh em may mắn thì anh em làm 2 lần, còn anh em nào mà đang đen là phải làm 3 lần nhá. Cố gắng không giết quá nha mọi người, giết quá thì sẽ không có đủ quá cho mình biến đâu. Ít nhất anh em phải chừa lại tầm 2 con thì sẽ dễ làm hơn. Rồi mình sẽ giật lửa nó bằng độ của Dinh Liêu luôn nhé. Rồi sau khi bơ nổ Dinh Liêu xong thì bơ có R rồi này, thì bơ bấm thôi nhé. Rồi anh em để ý nè, lúc này bơ đã biến được 2 con heo, biến được 2 con quái thành heo rồi đúng không? Vậy thì nhiệm vụ của mình ấy, cái này nó tồn tại có 2 hiệp thôi anh em nhớ. Đây cái trạng thái này nó tồn tại 2 hiệp, vì thì nhiệm vụ của mình là trong 2 hiệp tiếp theo ấy mình phải giật đủ lửa ấy mà mình bấm R một lần nữa. Thì nếu như may mắn cái R của mình nó nhảy vô 2 cái con đang là heo ấy thì mình có thành tựu, còn xui xui mà không nhảy vô ấy thì mình sẽ không có thành tựu, thì mình đi ra mình làm lại thôi em nhé. Cái này không vấn đề gì cả. Rồi bơ sẽ cố gắng bơ đánh và bơ giật lửa thôi. Anh em cố gắng là không giết con heo nhé, tôi sợ tôi giết heo nè. Rồi bơ giật được 1 lần lửa rồi này, cố gắng lấy nộ lại nhanh nhanh để mà giật lửa anh em nhớ. Ok bây giờ bơ đã có lửa rồi, thì bây giờ anh em có cái lửa lần 2 rồi á thì mọi người bấm này, lúc này thì anh em thắp nhang thôi nhá. Rồi có rồi này, có nghĩa là bơ đã biến con còn lại thành heo và bị trùng nhá, bị trùng trong 2 con cũ thì biến heo thành heo đấy, ý nghĩa của cái thành tựu nó là như vậy. Rồi tới đây là mình xong rồi á, thì để mà chắc cú anh em giết luôn mấy con quái đi nhá, tại vì á một số cái thành tựu nó bị lỗi là mình không giết hết, mình không đánh hết thiệp á thì anh em out ra là không có thành tựu đâu. Bơ bị mấy lần rồi, cái này rất là cay, cũng có một số anh em bị. Thì những cái trận chiến đánh lộn như này á thì mình làm xong mình giết luôn quái. Rồi thành tựu tiếp theo thì tụi mình sẽ để cho phe địch nó giật cái lửa 5 lần là mình có thành tựu. Thì anh em sẽ chọn cái chỗ nào mà nó có nhiều quái, ở đây thì bơ chọn ngay chỗ cổng vào Yến Lạc Đình, rồi anh em chạy ra cái tháp trấn yêu ngay chỗ này luôn nhé. Thì cái này là mình vô mình đứng treo thôi, không cần làm gì anh em nhé. Rồi tới đây á, cái phút này á, thì mọi người chọn cho bơ là cái team nào mà nó có khả năng sinh tồn là được, tại vì mình không có cần đánh. Thì tới đây thì bơ nghĩ là bơ sẽ bỏ bớt nhân vật của bơ ra để mà hạn chế cái việc mà bơ bị dính, bơ ăn cái lửa. Thì bơ chọn 1 con hươu và 1 con tảo khiên đi. Anh em có thể lấy 2 con tảo khiên cũng được, không vấn đề gì hết, hoặc là 2 con hươu đấy, tùy anh em thôi. Tùy team mọi người có gì thì mọi người vẽ cái đó nhá. Ok tới đây thì mọi người để ý là cái lửa nó đang nằm ở phe địch này, thì mình làm gì làm cho con quái nó lấy lửa này 5 lần là mình sẽ xong nhé. Em có thể nhìn thấy cái số là phe địch nhận ở bên đây này đó, em cứ đếm số đó thôi, đủ 5 lần là mình sẽ có thành tựu thôi nhé. Cái này chỉ là mình sinh tồn mình sống thôi. Rồi chuẩn bị nó, chuẩn bị giật này. Rồi ở đây hồi nãy là bơ có thành tựu sớm là tại vì trong cái quá trình của bơ ấy, trong cái quá trình đánh của bơ ấy, là bơ đã tích trước từ đó rồi. Cái này là một thành tựu mình có thể tích được đấy. Khi kẻ địch có trạng thái chiếm đoạt này, khi tấn công cướp điểm yếu chiến kỵ thất bại 5 lần, nó tổng kết luôn từ đầu tới cuối chứ không có yêu cầu mình phải làm cho 1 lần nhé. Rồi rồi thành tựu tiếp theo mọi người cũng đứng ngay chỗ này luôn nhé, vẫn ngay chỗ này, anh em bấm vô lại này. Lúc này thì mọi người chọn cho bơ là một cái team mà nó có khả năng gây sát thương diện rộng nha, đấy ít nhất là từ 3 mục tiêu trở lên, và chúng ta vẫn sẽ đánh cái độ khó 1 thôi nhé. Rồi bấm vô thì mọi người chỗ cái thuật trừ tà, mọi người chọn cho bơ là cái sắc lệnh ngũ lôi trấn tà nhá. Đây anh em quan trọng cái này nhá, tại vì thành tựu của nó kêu là anh em dùng cái ngũ lôi này anh em đánh 3 đứa đó, cùng một lúc. Rồi để mà làm cái thành tựu này á, thì mình sẽ phải cho 3 lá bùa nó nổ và nó kết thúc hiệp luôn anh em nhé, nổ một cái là kết thúc hiệp luôn thì mới có. Vậy thì việc đầu tiên của chúng ta là gắn bùa lên, và sau đó là chúng ta giảm máu quái xuống một tí xíu, hoặc là chúng ta giảm máu xong rồi chúng ta gắn bùa cũng được, anh em đi hướng nào cũng được hết. Thì anh em đam thế nào, anh em chừa lại cho bơ tầm 3 con, và dễ nhất là anh em chừa lại 2 con cá này,
Anh em giết hai cái con gốc bên này đi nhá, tại vì hai con gốc bên này nó khó dính lắm. Bà sẽ giết hai con quỷ kia đi trước. Đây anh em cố gắng, anh em gắn bùa lô vô này, rồi anh em giết hai cái con nhỏ nhỏ bên đây này. Đấy, mình đánh vô là bùa nổ thôi nè, mà nó sẽ nổ đam, đam nó không to, đam bé lắm nè. Thì mình phải đao máu quái xuống cho nó thấp thấp máu để mà mình nổ bùa là chết luôn, nó sẽ phát thành tụ. Hai con này nổ bùa sẽ chắn chết rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ lôi con Dinh Liêu lên nè, rồi mình đánh thôi. Đấy, nổ đó, có thành tựu, có nghĩa là bùa nó nổ, bùa kiểu gì nó cũng sẽ nổ. Em nhớ khi mà chúng ta giết con quái chết rồi còn không máu luôn ấy, thì lá bùa nó vẫn sẽ nổ một cái rồi con quái nó mới chết. Thì chúng ta làm sao mà cuối cùng á lá bùa nó nổ được 3 lần, nổ 3 lá bùa và kết thúc cái trận chiến luôn thì chúng ta sẽ có thành tựu. Rồi thành tựu tiếp theo thì chúng ta sẽ phải đi vô cái chỗ là hàng yêu tập lục. Đây anh em vô cái tháp to nhất cho bơ nhá, vô cái tháp to nhất anh em bấm dịch chuyển. Ok rồi, tụi mình đi cái trảm tà trừ yêu số 2 nha mọi người. Rồi trảm tà trừ yêu số 2, mọi người chọn cho bơ thuật trừ tà. Thì cái này anh em muốn chọn cái gì đó anh em chọn, ở đây bơ chọn cái hồi chiến kỷ đi. Rồi và mọi người chuẩn bị cho bơ một con Silly, Silly nhá. Ok, cái này tôi nói đùa đấy, anh em không có Silly thì anh em lấy con nào đó mà đánh đơn mục tiêu nhá. Bất kỳ con nào đánh đơn mục tiêu cũng được, không cần thiết phải có Silly. Sao có con Lara ở đây vậy? Có con Lara vô là lủng lủng ấy, tại vì nó sẽ giết quái của mình. Rồi, anh em chọn số 2 và anh em chọn cho bơ một cái team nào đó mà nó đánh đơn mục tiêu, không có đánh đa mục tiêu nhé. Đa mục tiêu là không làm được đâu anh em nhé. Rồi, ở đây bơ chọn team này đi. Ok. Rồi sau đó thì vô mình sẽ vô chơi bình thường thôi. Đấy. Nhiệm vụ của mình là mình sẽ để trên sân nó tồn tại bốn cái con màu đỏ, anh em để bên phe địch này. Ừ. Đây. Tạo vật bừng lửa, anh em nhớ nhớ tên con này nhé. Ở đây nó sẽ gọi ra bốn con này. Anh em giết hết ba con mắm này cho bơi, chừa lại cái con tạo vật bừng lửa. Anh em làm sao mà ở trên sân chiến đấu của tụi mình ấy, tất cả các con quái đều là con tạo vật bừng lửa hết, bốn con giống nhau là có thành tựu. Rồi. Nhớ búp búp đều vô mấy con đó đánh cũng ghê lắm nhá. Màu gì? Màu tím. Giết nó tao nên nhớ. Màu đỏ, ok, vậy là đã có cái gì rồi, một hai ba đứa màu đỏ rồi. Mình giết nốt cái con này cho thành màu đỏ là mình có thành tựu là xong nhá. Màu xanh giết luôn, lại xanh nè, giết nốt nhá, làm phải nhanh nhanh. Anh em giết một hồi con boss nó chết xong mà mình chưa xong là lủng nhá. Cái này gacha nhân phẩm anh em thôi. Rồi màu đỏ bừng lửa, ok. Khi mà trên sân mình có bốn đứa màu đỏ rồi ấy, thì để chắc cú anh em bấm auto cho đánh cho xong luôn nhá. Chứ giờ aura nhiều khi đéo có thành tựu, xong rồi hỏi bơ, ủa anh bơ sao làm đủ rồi, trong game hiện rồi ra ngoài đéo có chịu.